Thưa quý vị và các bạn, mới đây do lo ngại những diễn biến bất thường của dịch bệnh COVID-19 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị cho sinh viên, học sinh các cấp học nghỉ học đến hết tháng 2. Vâng, và trước khi có những đề nghị tiếp tục cho học sinh nghỉ học cho đến hết tháng 2 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì vào sáng sớm ngày 14 tháng 2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 là tinh thần phải là an toàn, an tâm mới đi học trở lại. Và trước những quyết định là có nên cho học sinh tiếp tục nghỉ học sau khi đã nghỉ liên tiếp 2 tuần học hay không, kênh VTC16 cũng đã có bình luận với chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương là nên hay không nên cho học sinh tiếp tục nghỉ học. Cuộc trao đổi này đã nhận được gần 300 lượt bình luận với hai luồng ý kiến. 80% số bình luận cho rằng là nên cho học sinh của chúng ta nghỉ học, vì học thì học cả đời, chứ học mà nguy hiểm đến tính mạng thì học làm gì ạ? Và số còn lại thì cho rằng là học sinh nghỉ học nhưng mà bố mẹ lại vẫn phải đi làm thì là sẽ không có ai trông con và cũng gây ảnh hưởng đến gia đình cũng như là ảnh hưởng đến toàn xã hội. Và cũng có ý kiến là đồng ý với việc là nhà trường tổ chức cho học sinh học trực tuyến. Tuy nhiên thì với việc mà liên tiếp cho học sinh nghỉ học còn chưa biết là khi nào thì cái dịch COVID này sẽ chấm dứt, đúng không ạ? Như vậy thì cũng sẽ vô hình chung là sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội và cũng ảnh hưởng đến giáo viên cũng như là các học sinh nữa. Và với những luồng ý kiến trái chiều như thế này thì ngày hôm nay VTC16 chúng tôi đã tiếp tục lựa chọn chủ đề này để phân tích cũng như là bình luận và có mời đến trường quay ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trịnh Hòa Bình. Xin cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, và chắc chắn là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái nhìn đa chiều hơn với sự tham gia của tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, một chuyên gia xã hội học của chúng tôi. Và trước khi chúng ta đến với phần trao đổi này thì chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Mạng sống hay học, cái nào quan trọng hơn? Học bù vào nghỉ hè hoặc học trực tuyến? Học tập là cả đời, nay không được thì mai, còn đời người có một, chưa chắc sẽ có hai. Muốn đi học lại quá, nghỉ nhiều thay vì hè được nghỉ, lại phải học bù, còn chưa tính nghỉ nhiều thì học hành không hiệu quả. Đó là một trong số hàng trăm bình luận được đưa ra trong một phân tích của VTC16 với chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương về việc có nên cho học sinh tiếp tục nghỉ học và bàn giải pháp nếu học sinh, sinh viên đi học trở lại thì công tác phòng chống dịch phải được thực hiện nghiêm ngặt như thế nào. Trước đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, tính đến ngày 15 tháng 2, 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã thông báo cho học sinh nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, 56 tỉnh thành cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2. Đây là tuần nghỉ học thứ 3 tính từ lúc các trường ra thông báo cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Các tỉnh cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 23 tháng 2 gồm Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hưng Yên. Tỉnh cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 22 tháng 2 là Vĩnh Phúc. Riêng tỉnh Ninh Bình đang cân nhắc thời gian nghỉ học của học sinh kéo dài đến thời điểm nào. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố được nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020. Quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học được thực hiện theo công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành trên cả nước, đề nghị cân nhắc việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020 trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp. Vâng, chúng ta vừa theo dõi những cái cột mốc thời gian được đưa ra, nào là ngày 22 tháng 2, 23 tháng 2 các em học sinh được nghỉ học, rồi có cá biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh là nghỉ hết tháng 3 mới bắt đầu quay trở lại học mà cũng chưa biết là có quay trở lại học được hay không khi mà tình hình dịch bệnh nếu như mà diễn biến phức tạp. Thưa chuyên gia xã hội học Trịnh Hòa Bình, ông nghĩ như thế nào về những cái mốc thời gian được các địa phương đặt ra về cái việc là cho các em nghỉ học ở tại thời điểm này ạ? Trước tiên thì chúng ta có thể thấy rằng các cái mốc thời gian của các địa phương là tùy vào cách nhìn nhận về cái nguy cơ của cái cơn dịch bệnh đó để người ta tính toán. Thì như vậy nó đều dựa trên một cái căn cứ, tôi xin được để chữ căn cứ ở đây, một căn cứ để trong ngoặc kép ấy, tức là về cái mức độ nguy hiểm, cái mức độ lan truyền hay là đe dọa đến sức khỏe cộng đồng, sức khỏe của học sinh, nhà trường. Chứ còn nó không phải xuất phát từ cái việc rằng là chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất cần thiết để cho nhà trường có thể bước vào một cái sự nghiệp chống lại cái căn bệnh đó không, với tình hình thực tiễn của nó đang diễn ra thì chúng tôi nghĩ rằng là có thể là bây giờ không cần phải nghỉ học đến nữa, đến sâu đến như thế nữa. Bởi vì nó thay đổi toàn bộ cái diện mạo, cái cơ cấu, toàn bộ
nội dung, chương trình, thời gian, mọi cái chúng ta phải chạy theo để điều chỉnh. Ngoài những cái ý kiến trái chiều như vậy thì cái quan điểm riêng của tiến sĩ luật Nguyễn Ngọc Sơn thì cũng nhìn nhận rằng là kiến nghị cho học sinh là nên nghỉ hết tháng 3 này. Và ông Sơn nói rằng là WHO thì vẫn chưa có dự đoán trước được những cái diễn biến dịch và cái thời điểm mà kết thúc. Do vậy là chúng ta nên có một cái kế hoạch vững chắc hơn, tức là thay vì là học sinh này, phụ huynh này, chúng ta cứ mong chờ là không biết là đến hết tuần này có thông báo nghỉ tiếp hay không, thì chúng ta sẽ có một cái thời gian gọi là thông báo dài cho nghỉ hẳn đấy ạ, ví dụ như là từ 15 tháng 2 cho đến 15 tháng 3 hẳn là một tháng cái khoảng thời gian này chúng ta nên chủ động và nên kéo dài ra, thay vì cứ công bố là nghỉ lắc nhắc như vậy, tạo tâm lý hoang mang và chờ đợi. Thì tiến sĩ Trịnh Hòa Bình thì nghĩ sao về cái quan điểm này? Tôi chia sẻ với quan điểm đó, bởi rõ ràng nếu có một kế hoạch nghỉ hẳn hoi dài hơi mà chắc chắn rằng đến cái thời gian đó như ông tiến sĩ Sơn nói hết tháng 3 chẳng hạn, thì có lẽ hàm cái nghĩa là đến giai đoạn đó thì thời tiết này, khí hậu, tất cả những thứ đều ủng hộ để không có cái câu chuyện là cái bệnh dịch COVID-19 này có khả năng phát tán, lây lan nữa. Thì cái kế hoạch đó đúng là theo ý của anh chị nói, là như vậy chúng ta tích cực hơn, chủ động hơn để lên được các phương án chuẩn bị cho kịch bản năm học kết thúc ra sao. Rõ ràng nếu để nghỉ mà có một cái trạng thái chủ động tích cực thì rõ ràng phương án đây là tốt. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ nói sang cái khía cạnh, tức là nếu chỉ để thuần túy gọi là chúng ta cứ đủ sức đương đầu nói không thì bây giờ cũng có thể là đi học được rồi. Thì ý của tôi muốn nói là như thế. Vâng, thưa quý vị, trong khi ở nước ta thì việc cho học sinh nghỉ học là bài toán hàng đầu được tính đến khi mà dịch COVID-19 hoành hành, thì ở nước láng giềng với chúng ta, đó là Singapore, lại cho biết là sẽ không có kế hoạch đóng cửa các trường học ở các nước này. Lý do mà Singapore đưa ra là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Trường tiểu học Farrer Park tại Singapore yên ắng hơn hẳn so với mọi khi, vì thiếu các buổi sinh hoạt sáng được tổ chức tại sân trường. Thay vào đó, học sinh đi thẳng vào lớp để sinh hoạt và đo nhiệt độ. Những học sinh nào có dấu hiệu không khỏe sẽ được đưa đi kiểm tra thêm. Từ tuần trước, các trường học tại Singapore cũng đã đưa vào các bài học giúp học sinh hiểu thêm các triệu chứng của nhiễm virus corona chủng mới và tình hình hiện tại. Chúng tôi chia thành hai cấp độ. Với các em tiểu học nhỏ hơn thì chúng tôi dạy các em cách rửa tay, cách đeo khẩu trang. Với các em lớn hơn thì các em được cung cấp tin tức phù hợp và đứng lên chống lại định kiến. Các trường học cũng phải thay đổi thời khóa biểu, bố trí lại lịch ra chơi trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Như tại trường tiểu học Farrer Park này, thay vì 2 giờ ra chơi như bình thường, thì nay trường bố trí thành 4 giờ ra chơi, và học sinh được chia ra chơi theo lượt để bớt tập trung đông đúc. Những đứa trẻ có thể sợ hãi bởi vì cha mẹ các em cũng lo sợ. Tôi nghĩ thông điệp quan trọng chúng tôi muốn đưa vào cho các em cũng như bản thân chúng tôi là đừng để bản thân thấy sợ hãi quá mức. Các giáo viên cũng kiểm tra hàng ngày sĩ số học sinh. Với những em vắng mặt, giáo viên sẽ giúp các em theo kịp bài học qua cổng trực tuyến. Các hoạt động trong trường hay cắm trại cũng được hoãn lại. Mặc dù học sinh không vui, nhưng các em hiểu rằng đây là thời điểm khó khăn nên phải áp dụng các biện pháp cứng rắn. Vâng, cũng cần phải nói thêm là Singapore là quốc gia đứng thứ 3 về số người nhiễm COVID-19 chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản. Singapore đã nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên mức màu cam, tức là ngang bằng với dịch SARS năm 2003 từng hoành hành tại đảo quốc này. Điều này cũng cho thấy là họ hoàn toàn rất cảnh giác với dịch bệnh này ạ. Vâng, và có thể là khi mà nhìn vào việc là họ vẫn tiếp tục cho học sinh đi học đến trường là một sự mạo hiểm. Nhưng mà với bản thân tôi thì tôi thấy rằng là cái môi trường học thì đều giống như là một khu vực kiểm soát dịch bệnh và kiểm tra sức khỏe rất là đều đặn. Còn tiến sĩ Trịnh Hòa Bình thì nghĩ sao về đất nước Singapore đã làm như thế này? Singapore họ còn là nước đứng thứ 3 về cái hiện trạng của lây nhiễm này. Dạ. Nhưng họ đã bình tĩnh bước chân vào cái thử thách, cho dù rằng là ở đây chúng ta có thể nhìn nhận rằng họ mạo hiểm, nhưng cái mạo hiểm có cơ sở có. Và ở đây chúng tôi nghĩ rằng là học sinh đến trường thì ngành y tế cũng có khuyến cáo rằng trong các cái tập thể như vậy cũng không nhất thiết là mọi người đều đeo khẩu trang, tức là chúng ta cũng không nên để nó lên quá mức như vậy. Nhưng mà cái điều này chúng ta đã nói hơi xa đến cái câu chuyện rằng là có thể đi học hay không, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái ứng xử của Singapore cho dù rằng là mạnh dạn, cho dù là mạo hiểm đấy, nhưng có cơ sở có.
Vâng ạ. À. Rõ ràng chúng ta thấy là Singapore thì cũng đóng vào một cái chủ trương, một cái sự đầu tư vào giáo dục rồi. Thế nhưng rõ ràng nếu mà một cái chủ trương, một cái sự đầu tư mà không nhận được cái sự đồng tình hưởng ứng của các bậc phụ huynh thì cũng sẽ không đạt được. Còn nhớ lại là trong thời điểm mà dịch bệnh đang bùng phát và khi mà chúng ta ở Việt Nam của chúng ta cũng đã khống chế được ban đầu thì thông tin mà ngành giáo dục cũng là khuyến khích các em học sinh đến trường, thì có tôi nhận được rất nhiều sự chia sẻ của những người bạn của mình là đôi khi là đưa các con đến trường là một lớp học chỉ có một học sinh thôi, có nghĩa là các bậc phụ huynh vẫn còn tâm lý hoang mang lo sợ là không có đưa được con em mình đến trường là đảm bảo an toàn. Vậy thì không biết là tiến sĩ Trịnh Hòa Bình đánh giá như thế nào về cái công tác tư tưởng mà đất nước Singapore đã làm đối với người dân của họ? Cái niềm tin của cộng đồng, niềm tin của người dân Singapore đặt vào chính phủ, đặt vào ngành y tế của họ là trọn vẹn, là sâu sắc, là mạnh mẽ, là một. Là câu chuyện thứ hai nữa, tức là cái sự chuẩn bị quyết liệt, những cái nỗ lực cao nhất để trang bị đầy đủ, kèm theo là các giải pháp, ví dụ người ta giảm thiểu đến mức tối đa những cái sinh hoạt tập trung lớn, những cái gì đó mà nó có thể là bất lợi cho cái việc phòng ngừa, mà người ta chỉ tiến hành thực hiện các cái chương trình đào tạo giảng dạy phần cứng thôi. Tức là những cái hoạt động ấy của họ là đủ sức thuyết phục được cái người dân ở cộng đồng. Thưa quý vị, có thể thấy là dù học sinh, sinh viên các cấp bước vào tuần nghỉ học thứ 3, khi xảy ra dịch Covid-19 thì xã hội cũng đã có rất nhiều những cái xáo trộn. Hệ thống cung cấp thực phẩm bị đình trệ khiến nông sản của bà con nông dân không bán được. Giáo viên các trường tư thục không được hỗ trợ gì, họ phải tìm các công việc làm tạm thời hay là phụ huynh lao đao tìm cách trông giữ con. Có nhiều luồng ý kiến cho rằng việc giữ con ở nhà chưa hẳn đã an toàn bởi các em lại tìm cách để ra ngoài chơi, đối với học sinh cấp 2, cấp 3 chẳng hạn. Đây là một cái vấn đề rất đáng lo đúng không ạ? Vâng, chính xác là như vậy. Và nhằm làm giảm thiểu tối đa cái việc mà ảnh hưởng tới chương trình học thì một số trường học cũng đã duy trì việc học online, và đến một số các trường đại học ở Hà Nội vào thời gian này thì quý vị và các bạn sẽ thấy rằng là lớp học không có sinh viên và chỉ có giảng viên đến lớp thôi ạ, và giảng bài. Đây cũng là một cách học khá là thú vị và được xem là hiệu quả trong mùa dịch Covid-19. Và những lớp này đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. 10 giờ sáng ngày đầu tuần, theo đúng thời khóa biểu là tiết 4 và 5 môn quản trị đa văn hóa của sinh viên khoa thương mại quốc tế. Giảng đường chỉ có giảng viên và máy tính đã kết nối mạng. Nhưng thực tế, tại không gian lớp học online của cô Việt Nga, thì sau 10 phút vào lớp đã có đủ 110 sinh viên tham gia và được điểm danh đầy đủ. Thì với cái phần mềm hiện nay mà trường đang thực hiện thì tôi nghĩ rằng là vẫn có thể đảm bảo được cái việc truyền đạt bài giảng của giáo viên đến lớp, vẫn có thể mang lại một cái hiệu quả nhất định đối với sinh viên, tức là họ vẫn có thể tiếp tục được cái việc học tập của mình thông qua việc giới thiệu và giảng bài của giáo viên online như thế này. Và ngoài ra nữa thì sinh viên cũng hoàn toàn có thể làm việc với giáo viên thông qua email, thông qua tin nhắn, thông qua điện thoại, và như vậy đó làm cho cái việc học tập nó được liên tục và nó không bị gián đoạn. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy trong 2 tuần sinh viên được nghỉ học trước đó, lãnh đạo trường Đại học Thương mại đã triển khai và chuẩn bị sẵn sàng cho việc dạy học trực tuyến. Và ngay từ 7 giờ sáng nay, với ca học online đầu tiên được triển khai, toàn bộ giảng viên và sinh viên đã hào hứng tham gia lớp học trực tuyến. Có nhiều lớp, 100% sinh viên tham gia, phần mềm chạy ổn định. Chúng tôi là triển khai toàn bộ theo lịch giảng dạy học kỳ 2 của năm học 19-20, và chỉ trừ những học phần mà ví dụ như giáo dục quốc phòng này, giáo dục thể chất này và các học phần thực hành trên máy vi tính, sinh viên không có máy để thực hành trực tiếp thì chúng tôi sẽ lùi lại đến khi nào mà sinh viên tập trung học tập tại trường thì sẽ triển khai học bù cho những học phần đấy thôi. Còn là toàn bộ kế hoạch học tập học kỳ 2 là được triển khai đồng bộ luôn, và sinh viên là giảng dạy trực tiếp trên các hội trường lớp học theo đúng lịch thời khóa biểu. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, trong thời gian nghỉ học, giảng viên và sinh viên tương tác với hệ thống học liệu số tăng đột biến, gấp 2 đến 3 lần ngày thường. Trung bình mỗi ngày có gần 20.000 người tương tác với các bài giảng trong kho học liệu số VNULIC. Chúng tôi đã số hóa khoảng độ hơn 20.000 bài giảng có trong kho học liệu số, và hàng trăm nghìn các sách điện tử cũng như là tài nguyên luận văn luận án điện tử. Thực ra các bạn sinh viên có thể khám phá toàn bộ kho tài nguyên số trong vòng 4 năm học của mình. Thì điều này giúp cho các bạn sinh viên rất là sáng tạo, thông minh trong các học tập. Nhiều trường đại học cũng đã triển khai phương pháp học Blended Learning, phối hợp giữa học trên lớp và ở nhà trên nền tảng trực tuyến trong học kỳ mới cho sinh viên. Ở khối phổ thông, nhiều trường cũng thực hiện giao bài ôn tập bằng hình thức online. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết với những trường phổ thông đã tổ chức dạy học trực tuyến kiến thức mới, thì khi học sinh đi học trở lại, trường vẫn phải có kế hoạch bố trí dạy bù.
Vâng, rõ ràng chúng ta vừa được chứng kiến một cách học khá là hay của trường Đại học Thương mại đúng không ạ? Khi mà họ tổ chức cái hình thức học trực tuyến, học online, giáo viên vẫn đến lớp nhưng mà điểm danh và tương tác qua hệ thống online. Đây cũng là cách học được một số thành phố lớn triển khai trong cả nước thời gian qua. Và rõ ràng là khi mà dịch bệnh Covid-19 xảy ra thì chúng ta có thể áp dụng để mà phòng chống dịch. Vậy điều này cũng cho chúng ta thấy một cái kẽ hở trong giáo dục trước đây là như cái công tác tổ chức giảng dạy của chúng ta vẫn chưa tính đến những cái yếu tố tác động bởi dịch bệnh đúng không ạ? Câu hỏi này thì chắc chắn là đối với ngành giáo dục mới có đủ điều kiện để trả lời. Nhưng rõ ràng với chỉ bằng vào sự quan sát từ bên ngoài thì dường như là chúng ta chưa chuẩn bị trước. Và chính vì chưa chuẩn bị trước cho nên là cái chặng nghỉ đầu tiên là được mặc định, được gán nhãn rằng cho học sinh nghỉ để chuẩn bị các điều kiện cần thiết của nhà trường. Song song đến tuần thứ hai là bởi vì tình hình đó vẫn chưa khả quan. Và đến bây giờ thì không còn những lý do đó nữa, bởi vì đã được trang bị đầy đủ rồi, công tác vệ sinh ở trường lớp và làm sạch môi trường cũng như là củng cố lại cơ sở vật chất, các thứ cần thiết đã làm xong hết rồi, và thầy cô giáo vẫn đến nhà trường đấy, chứ không phải là người ta được nghỉ ở nhà. Và như vậy là đây là tôi cho là thời cơ để cho ngành giáo dục và ngay cho các đơn vị giáo dục có thể xem xét, có thể nhìn nhận, có thể đổi mới được một phần, nếu không phải là một cái cơ cấu rộng lớn đối với nội dung chương trình cũng như là các biện pháp, các cách thức. Tôi nghĩ rằng là các bạn học sinh cũng như là các cơ quan giáo dục, các ngành chức năng cũng phải cần có sự chủ động hơn. Đặc biệt là khi mà Covid-19 như chúng ta biết là vẫn chưa có thể là kiểm soát tốt trên thế giới đâu ạ, và cũng chưa tìm ra được phương thuốc điều trị hay là vaccine. Vậy thì làm thế nào trong thời gian tới cả ngành giáo dục của chúng ta, đặc biệt là các bậc phụ huynh, học sinh và cả các giáo viên của chúng ta có thể là an tâm học tập và để phòng chống với dịch bệnh này trong thời gian tới, thưa tiến sĩ? Cái an tâm hay không thì nếu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng là chừng nào có vaccine thì hình như có một con số người ta đã nói rồi. Như Mỹ thì phải, sau đây cỡ 18 tháng nữa mới có vaccine. Nếu như chúng ta mà trông chờ cái đó, mà đấy là thành tựu để đưa ra được loạt đầu nhá. Nếu chúng ta trông chờ đến mức như vậy thì chắc chắn là sẽ tiếp tục là an đông, sẽ tiếp tục là lần nữa tháng ngày, và mọi cái kịch bản về thời gian đều phá sản. Nhưng mà không phải nói như vậy để rồi chúng ta mạo hiểm làm liều. Như vậy là trong cái thời gian mà chưa có một cái quyết định thì nên chăng là những hình thức, những gợi ý như của Singapore người ta đã làm, hay như của các đơn vị giáo dục chỗ này chỗ khác của ngay chính trên đất nước chúng ta người ta đã làm, thì các cơ sở khác nên làm theo. Nói chung là chúng ta phải học tập và tiếp thu để có thể là làm thế nào là những cái kinh nghiệm chống dịch hay mình áp dụng được và mình bảo vệ cho các em. Một lần nữa xin được cảm ơn sự chia sẻ của chuyên gia xã hội học tiến sĩ Trịnh Hòa Bình rất nhiều trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.